Xin chào anh em đã quay trở lại với cả Hacom và hôm nay sẽ là chương trình Q&A. Chương trình Q&A là chương trình để giúp anh em trả lời được những câu hỏi hằng không hiểu về những vấn đề máy tính, về CPU, về cảm hình, về mainboard, về tất cả mọi thứ liên quan tới công nghệ. Và tất nhiên hôm nay sẽ là chương trình Q&A số thứ 33 rồi anh em nhé, khá là nhiều rồi đấy. Và chương trình này thì sẽ có tổng cộng là 7 câu hỏi, phát sóng vào tối thứ bảy vào 7:30 hàng tuần anh em nhé. Rồi hãy bắt đầu bằng bạn Nguyễn Trần Phương Nam, đẹp trai nhất vũ trụ. Ok, bạn hỏi là tư vấn giúp cho con Vega chơi game giá rẻ cho i3 10150F nhưng lại phải dưới 2 triệu. Ui, chiến Cisco, Minecraft, Liên Quân W, Max Setting, NVIDIA hay AMD đều được. Thì câu trả lời cho mình nhá, 2 triệu mình không khuyên bạn chơi các cảm màn hình mới đâu. Bởi vì dưới 2 triệu nhá, cảm màn hình mới cực kỳ là tều luôn, 1030, 7030 hay là mấy con cạc vừa vẩn ấy, thì nói chung là không nên mua. Nếu mà 2 triệu thì mình khuyên rằng anh em nên mua cạc cũ. Ví dụ như là nếu mà để an toàn thì sẽ là 1060 3 khi, còn nếu mà để mạnh nhất thì sẽ là 580 anh em nhá. Mấy con đấy thì mạnh thật nhưng mà nó hơi bị liều một chút, bởi vì ngày xưa nó đào rất nhiều và VRAM của nó khá nóng, thế nên là tắc tử nào thì không biết đâu. Tiếp theo, câu thứ hai đến từ bạn. Bạn cũng bạn đấy luôn. Cũng bạn Nguyễn Trần Nam Phương đẹp trai cho bạn. Hay là bạn khác nhỉ? Bạn hỏi là SSD 2.5 inch mình dùng chứa hệ điều hành, còn SSD M2 SATA mình dùng để chứa game, còn HDD mình dùng để chứa hình ảnh video. Bạn thấy cách này có tối ưu không? Mình thấy thì cái việc này nó cũng khá là tối ưu, bởi vì đơn giản là bạn đang dùng M2 nhưng lại dùng M2 SATA, thế nên tốc độ của nó cũng chỉ bằng với cả SSD SATA 2.5 bình thường thôi. Thế nên là bạn chứa game hay chứa Windows với cái nào chả được. Nhưng mà bạn thử check xem là cái con nào là con xịn hơn nhá. Tức là có tốc độ phản hồi nhanh hơn này, read write cao hơn này, có random read random write cao hơn này, thì hãy lấy cái đấy để chứa Windows. Bởi vì Windows rất cần những cái random read random write đấy. Còn em SSD nào không có những cái random read random write cao như thế thì nên để chứa cho game hơn. Bởi vì thời gian load game thì mọi người không quan trọng bằng cái thời gian load Windows hay là cái trải nghiệm sử dụng mật mã trên Windows. Còn HDD để chứa dữ liệu gọi là data lâu dài thì quá hợp lý luôn. Nói chung mình khuyên bạn thì mình chỉ khuyên bạn nâng lên cho mình, có M2 rồi thì nâng hẳn lên M2 NVMe đi cho nó mới. Những con như kiểu NV NV2 là một con rất là rẻ mà hiệu năng khá ok này, hay là nếu mà hiệu năng cao nhất cho giá tiền thì có thể nói tới được chính là Gamic S11. Con đấy cũng rất là tuyệt vời và mình đã test ở trong video test 1000 cái SSD để cho các bạn biết con nào ngon nhất đấy. Rồi, và đó là câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ ba của bạn Khánh Gió. Nếu mà bạn đang dùng 1650, một cái màn 75Hz, lắp hai màn hình thì trường hợp nào trải nghiệm tốt nhất cho các trường hợp sau? À, tức là bạn đang muốn lựa chọn xem con màn hình nào tốt nhất đúng không? Tức là cái combo nào tốt nhất. Thì mình khuyên rằng bạn ấy, là mình khuyên rằng bạn nên mua hai cái màn hình cùng độ phân giải, cùng kích cỡ và cùng tần số quét cho mình nhé. Thì tại sao lại như thế? Thứ nhất, tại sao lại cùng độ, cùng kích cỡ? Cùng kích cỡ thì giúp anh em có thể để màn hình ở bên cạnh nhau mà không cảm thấy bị ngứa mắt. Bởi vì là hai màn hình khác kích cỡ ấy, nhìn cực kỳ là khó chịu luôn. Bản thân mình đã từng dùng rồi và mình rất là khó chịu. Thứ hai, tại sao lại cùng độ phân giải? Bởi vì cùng độ phân giải ấy, thì Windows Scaling và cái khi mà anh em di từ bên này sang bên kia ấy, nó mới chuẩn được. Nếu mà anh em cùng dùng hai màn hình 24 như nhau, 27 như nhau, một con Full HD và một con 2K ấy, thì khi anh em di ở giữa này thì nó lại là đầu của con màn 2K này cơ. Thế là nó nhảy phót như này, nhìn xuống rất là buồn cười và khiến cho anh em sử dụng màn hình thì cực kỳ là khó chịu luôn. Cái nói chung là cái xếp hàng giữa cái di màn hình ấy nó rất là cay. Anh em bắt buộc phải tải một cái phần mềm khác để giúp cho cái việc di chuột nó mượt mà hơn. Nhưng mà thực sự thì tại sao phải gặp những vấn đề đấy khi mà chúng ta có thể mua được hai màn hình có cùng độ phân giải, cùng kích cỡ đúng không? Và cuối cùng đó chính là cùng tần số quét. Thì cái việc cùng tần số quét sẽ giúp cho đồng đều hơn về cái vấn đề khi mà anh em chơi game. Đặc biệt là ví dụ như chẳng hạn mình đã gặp một số trường hợp như này rồi, là anh em cắm màn 144 bên này nhưng anh em dùng Google Chrome bên kia và có bật hardware acceleration khiến cho nó chạy ở 60Hz, bởi vì màn kia là màn 60Hz, thế nên là game cũng bị đẩy về 60Hz luôn. Thế mình không biết là cái driver nó đã bị được chỉnh sửa để giúp cho mặc dù như thế nó vẫn giữ được 144 bên này, 60Hz bên này chưa, nhưng mà một vài trường hợp vẫn bị gặp những trường như thế. Thế nên là mình khuyên rằng anh em nên mua cùng kích cỡ, cùng độ phân giải và cùng tần số quét cho đảm bảo 100% trải nghiệm mượt mà nhất nhá. Rồi tiếp văn theo, bạn ý có bạn Hoàng Vũ, bạn ấy hỏi là câu hỏi thứ tư là 13.600K cộng 3080 hoặc 4070 Ti thì dùng tản 240 có được không? Mình dùng chủ yếu là nhiều tác phần mềm giả lập và chơi game thôi. Thì phần mềm giả lập của bạn ấy, mình không biết bạn giả lập cái gì. Nếu mà bạn làm giả lập VM, làm giả lập kiểu để chạy máy ảo ấy, mà ví dụ như bạn vẫn mắc lỗi cái máy ảo đấy, thì mình nghĩ rằng bạn nên
tự đầu tư cho mình một chiếc tản 360 cho nó chất và lất nhá. Còn nếu mà bạn chỉ chơi game bình thường hoặc là giả lập máy game cũ ấy, thì 240 nhiều khi là một chiếc tản nhiệt khí tầm trung tầm thấp cũng đã quá đủ cho chiếc 13.000 của bạn rồi. Nhưng đảm bảo cho mình rằng là máy của bạn có đủ airflow để chiếc máy có thể lưu thông được luồng khí nhá. 3080 hay 4070 Ti đều là những chiếc cạc tỏa ra khá là nhiều nhiệt. Thế nên là việc có quạt là điều cực kỳ cần thiết. Đừng chỉ đầu tư vào tản nhiệt, hãy đầu tư cho mình cả quạt thông gió nữa nhá. Rồi, và câu hỏi thứ 5, bạn Hoàng Đặng hỏi là có cửa hàng ở Tân Phú không? Thì bạn bảo, tất nhiên chúng mình có ở Hồ Chí Minh là 3 chi nhánh và chúng mình chắc chắn là có ở Tân Phú nhá. Bạn cứ qua là chúng mình sẽ có hàng cho bạn luôn. Và câu hỏi cuối cùng, Minecraft 1.92 setting shader gánh nổi không anh? Trên bộ PC 10 triệu à? Thì nhá, vấn đề nhá, hai setting ok, nhưng mà bạn để trăng khoảng tầm dưới 20 cho mình nhá. Còn để shader của mình không biết là bạn để shader gì. Nếu bạn để shader RTX ấy, thì hơi khó. Nhưng mà để shader bình thường mà để bóng nước bóng lủng thì cũng chắc là ok thôi. FPS rơi khoảng tầm 60 trở lên, không được kiểu mượt mà 240 hay là gì đâu. Bộ PC này cũng có 10 triệu 1660 mà. Thế nên là nó sẽ vẫn cân được. Còn để bảo là kiểu dưới 60 thì mình nghĩ là không đâu. Nhưng mà tùy vào shader các bạn bật nhá. Có những loại shader rất là nặng, và những loại shader thì nó nhẹ nhàng vô cùng. Nhưng mà mình nghĩ rằng là chắc chắn là một chiếc 660 trong bộ PC 10 triệu của mình, 12 triệu của mình đi, nó sẽ cân được với cái tác vụ này thôi. Hồi trước mình dùng 2060 bật shader cũng giảm từ 240 còn có mỗi 77 FPS đấy, thì chắc là bộ máy của bạn cũng về 60. Đấy, tầm như vậy. Rồi, và câu hỏi thực sự cuối cùng là đang dài con Tube Gaming GTX 1660 Ti Evo bảo hành tới 2024, mà trong khi đó một con 2060 OC Winford Gigabyte hết bảo hành lại còn mát hơn. Ôi dồi ôi, câu này ấy, mình có thể trả lời cho bạn nhé. Lý do tại sao chiếc cạc màn hình nó nóng. Cạc màn hình mạnh hơn, tốn nhiều điện hơn thì nó nóng hơn. Thứ hai, vỏ cây của bạn airflow không tốt, suy ra nóng hơn. Thứ ba là đơn giản là kết cấu cạc nó tều, thế nên là nó nóng hơn. Và trong trường hợp này đây, dù là cạc mạnh hơn, dù nhiều khi airflow không ngon bằng, nhưng cạc vẫn mát hơn, bởi vì đơn giản rằng thiết kế của con WinForce xịn hơn rất nhiều. Bạn phải hiểu rằng nhá, cái con tube của thích build cực kỳ tều luôn. Nó chỉ là một cái ống đồng, thế nhìn biết hình như là một cái ống đồng, và nó sẽ là cái khối tản nhiệt bằng nhôm phay ấy, nhôm cắt ấy, chứ không phải là từng cái lá đồng như con WinForce đâu. WinForce nhá, 2-3 ống đồng xong từng cái lá nhôm cắt mỏng ra để airflow chuẩn hơn, airflow xịn hơn, gió đi qua mát mẻ hơn. Con cạc GTX 1660 Ti của bạn là Evo, nhưng mà tube chỉ có mỗi mấy cái lá đồng với va vẩn, mấy cái lá nhôm cắt với va vẩn như thế, thì làm sao mà xịn được bằng những cái lá nhôm nhỏ và có cả nhiều ống đồng như thế được, đúng không? Cho nên đây là lỗi của cái thiết kế cạc, chứ không hề ảnh hưởng bởi vấn đề bảo hành đâu nhá. Vấn đề bảo hành ấy chỉ ảnh hưởng tới tuổi thọ của cái con chip thôi, chỉ ảnh hưởng tới cái chất lượng, tức là ví dụ như là cái lá tản đó dỉ này, lá tản có quá nhiều bụi này, cho nên là nó bị chặn này, nó bị không tản nhiệt tốt bằng này. Nhưng nói thật nhá, dòng Tube Evo ấy không so sánh được với cả WinForce rồi bạn nhá. Rồi, và đó là 7 câu hỏi cho chương trình Q&A số thứ 33 của chúng mình. Nếu mà anh em có những câu hỏi muốn được trả lời thì hãy để dưới comment nhá. Mình sẽ cố gắng trả lời trong cái tức là sau khi làm video này. Còn tất nhiên những câu hỏi đấy sẽ được gửi tới chương trình Q&A số tiếp theo nhá. Các bạn chúng mình sẽ được lên sóng thôi. Cảm ơn anh em đã xem video này và hẹn gặp anh em tại video sau nhá.